Thưa quý vị và các bạn, trong ngày lễ Vu Lan 15 tháng 7 âm lịch mang ý nghĩa báo hiếu đấng sinh thành, đồng thời nhắc nhở con người tìm về nguồn cội. Vào ngày này, người trẻ nghĩ gì về truyền thống báo hiếu, tri ân công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Hôm nay, nhân ngày Vu Lan, một ngày ý nghĩa trong năm đối với những bậc sinh thành. Lời đầu tiên, có lẽ mình xin được gửi đến ba mẹ là lời biết ơn, lời cảm ơn và một lời xin lỗi cho những sai lầm nếu có trong suốt thời gian tuổi trẻ. Và sau cùng là một lời hứa, hứa cố gắng sống tốt để trở thành một người con có hiếu với ba mẹ và một người luôn có ích cho xã hội. Đó là những dòng thư chứa đựng tình cảm yêu thương mà chị Hoàng Thị Huyền Thoa gửi gắm đến cha mẹ của mình trong ngày lễ Vu Lan. Đối với người trẻ như chị Thoa, Vu Lan là mùa của hiếu hành, tri ân, nhắc nhở những người con nhớ về công ơn biển trời của đấng sinh thành. Với những cái người trẻ thì trong khoảng thời gian mình sinh ra và lớn lên chắc hẳn sẽ có những cái sai lầm, và điều đầu tiên sẽ là những cái lời xin lỗi thật lòng và mong ba mẹ sẽ tha thứ cho những cái lỗi lầm bong bột cũng như là non trẻ của mình. Và tiếp sau đó là phải nói ba mẹ rằng là bản thân mình cũng như là những người con khác, những người anh chị sẽ rất là yêu thương và sẽ luôn có những cái hành động để ba mẹ sẽ rất là vui. Lễ Vu Lan báo hiếu là một tục lệ gắn với Phật giáo, hình thành dựa trên truyền thống hiếu nghĩa của người Việt. Trong sách Bát Khoa Thư làng Việt cổ truyền có ghi: nghi lễ được thực hiện tại chùa để tích phước cầu an, cầu mong cho cha mẹ được tăng phúc, tăng thọ. Ngày nay, Vu Lan không đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng, nó đã thực sự đi vào cuộc sống của mỗi người dân. Ngày lễ của lòng tri ân tới đấng sinh thành ấy ngày càng được những người trẻ biết đến và quan tâm nhiều hơn. Mùa Vu Lan này nó sẽ nhắc cho mình nhớ được là một người con thì phải luôn hiếu thuận về cha mẹ, những người đã rất là khổ sở sinh ra mình. Vì lẽ đó thì cứ đến mùa đầu Vu Lan là một lần hung đúc thêm cái tinh thần hiếu hạnh cho cá nhân mình riêng cũng như là tất cả mọi người là những người con của Đức Phật. Vu Lan này thì mình muốn gửi đến cho cha mẹ của tất cả mọi người trên lãnh thổ Việt Nam cũng như là trên thế giới, và nhỏ hơn là ở tỉnh Thừa Thiên Huế này có một mùa Vu Lan thật là ấm cúng. Đối với giới trẻ ngày nay, tham gia những chương trình tại chùa dịp lễ Vu Lan là cơ hội hiểu sâu hơn về đạo hiếu, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, về ân đức của mẹ cha. Hiểu rằng việc báo hiếu cha mẹ không chỉ dừng lại ở phụng dưỡng về vật chất mà còn cả về tinh thần. Từ đó, những mầm hiếu tâm được lớn mạnh và lan tỏa khắp mọi nơi. Háo hức và mong chờ khi mỗi mùa Vu Lan về tại Huế cũng như là trên đất nước Việt Nam, trong lòng mình cảm thấy rất là rộn ràng và cũng có một chút sâu lắng, bởi vì Vu Lan là một mùa báo hiếu cho cha mẹ. Và mình nghĩ rằng là mùa báo hiếu cho cha mẹ không phải là một mùa Vu Lan mà là cả cuộc đời của mình. Để nhắc nhở bản thân mình phải sống và chậm lại, sống với sự biết ơn, để thấy bản thân mình luôn có nhiều sự may mắn khi có cha mẹ bên cạnh, có những người đỡ đầu bên cạnh để phấn đấu có thể làm được những cái việc có ích hơn. Trong không khí trang nghiêm, khoảnh khắc lặng đồng chương trình là nghi thức bông hồng cài áo. Bông hồng thắm với nền xanh lá tượng trưng cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời. Bông hồng trắng hay nền trắng để an ủi và sẻ chia cho những ai đã mất cha hoặc mất mẹ. Để nhắc nhở mọi người cần phải trân trọng những gì mình đang có, từ đó biết yêu thương hơn cuộc sống này. Lễ Vu Lan đối với các vị trẻ tuổi là bây giờ nó rất thiết thực. Vì khi cái lứa tuổi trẻ ngày càng xô bồ theo cái xu thế hiện đại, nhờ những cái buổi lễ Vu Lan ý nghĩa cài hoa hồng như thế này như là một hồi chuông cảnh tỉnh giúp cho cái giới trẻ tìm về cái đạo đức, nhân cách, lối sống của mình, đừng có chạy theo xu thế của thời đại mà quên mất đi cái nguồn gốc ý nghĩa của chúng ta. Đồng thời cũng là tưởng nhớ. Lễ Vu Lan đã đi vào truyền thống đạo đức,
trở thành một nét văn hóa đẹp thẩm sâu trong tâm thức của hàng triệu người dân Việt Nam. Mùa báo hiệu tháng 7 âm lịch là dịp để người trẻ sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn, gửi gắm tình cảm và hành động hiệu hành đến với đấng sinh thành.